Thưa quý vị, trong phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tránh mọi hành động có thể dẫn tới đối đầu quân sự quy mô lớn trên nhiều mặt trận khác nhau ở Trung Đông. Phát biểu tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh Trung Đông đang ở bên bờ vực nguy hiểm, người dân trong khu vực đang phải đối mặt với nguy cơ xung đột toàn diện và hiện là thời điểm để các bên xuống thang, giảm căng thẳng và kiềm chế tối đa. Đã tới lúc phải lùi lại khỏi bờ vực. Các bên phải tránh mọi hành động có thể dẫn đến đối đầu quân sự lớn trên nhiều mặt trận ở Trung Đông. Người dân đã phải hứng chịu quá nhiều đau khổ. Chúng ta phải có trách nhiệm chung, nỗ lực vì hòa bình tại đây. Tôi nhấn mạnh, cả khu vực và thế giới đều không thể chịu đựng được thêm chiến tranh nữa. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng nhắc lại tuyên bố trước đó, bày tỏ lo ngại về vụ tấn công quy mô lớn từ Iran nhằm vào Israel, kêu gọi các bên lập tức chấm dứt hành động thù địch. Ông Guterres cũng yêu cầu các bên tôn trọng tuyệt đối sự an toàn của các cơ sở và nhân viên ngoại giao, lãnh sự trong mọi tình huống. Cộng đồng quốc tế vẫn đang tiến hành các nỗ lực tối đa trước lo ngại Israel sẽ đáp trả quyết liệt sau cuộc tấn công của Iran. Trong một diễn biến liên quan, tại cuộc họp mới kết thúc của nội các Israel, nước này vẫn chưa đưa ra quyết định nào về cách thức đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Lãnh đạo các nước G7 hôm qua đã ra tuyên bố lên án cuộc tấn công Israel do Iran thực hiện, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với Israel cũng như tái khẳng định cam kết đối với an ninh của nước này. Cuộc họp trực tuyến của lãnh đạo các nước G7 được triệu tập theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tuyên bố sau cuộc họp lên án cuộc tấn công của Iran và cho rằng các hành động của nước này có thể khiến khu vực trở nên bất ổn hơn và mang đến rủi ro khiến khu vực trở nên khó kiểm soát. Lãnh đạo các nước G7 cam kết sẽ tiếp tục phối hợp nhằm ổn định khu vực và tránh tiếp tục leo thang. Trên tinh thần đó, các nước G7 đề nghị Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Iran ngừng các cuộc tấn công, đồng thời nhấn mạnh các nước G7 sẵn sàng có các biện pháp để đáp trả các hành động tiếp tục gây bất ổn. Các nước G7 khẳng định sẽ tăng cường hợp tác nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Gaza, bao gồm tiếp tục phối hợp nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tức thì và bền vững, các con tin bị Hamas bắt giữ được phóng thích và đưa thêm viện trợ nhân đạo tới cho người dân Palestine ở Gaza. Trong khi cộng đồng quốc tế lên án cuộc tấn công, thì Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian đã cho biết Iran thông báo với Mỹ rằng các cuộc tấn công nhằm vào Israel là có giới hạn và chỉ nhằm mục đích tự vệ. Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp các đại sứ nước ngoài tại Tehran, Iran vào ngày hôm qua, 14 tháng 4, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian cho biết Iran đã thông báo cho các nước láng giềng về cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Israel trước 72 giờ. Tuyên bố của Iran được đưa ra trong bối cảnh mối lo ngại về một cuộc chiến tranh nổ ra ở Trung Đông. Cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái chủ yếu xuất phát từ bên trong lãnh thổ Iran. Phần lớn tên lửa và máy bay không người lái này đã bị Israel và đồng minh bắn hạ. Khoảng 72 giờ trước chiến dịch, Iran đã thông báo cho các nước láng giềng và các quốc gia trong khu vực rằng phản ứng của Iran là dưới hình thức phòng thủ hợp pháp là rõ ràng và không thể phủ nhận. Iran đã thông báo với anh em và bạn bè trong khu vực có các căn cứ của Mỹ rằng mục tiêu của Iran chỉ là trừng phạt Israel. Iran không có ý định nhắm vào người dân và căn cứ Mỹ trong khu vực. Iran chưa bao giờ hoan nghênh sự gia tăng căng thẳng trong khu vực. Lực lượng vũ trang của Iran không nhắm vào bất kỳ địa điểm kinh tế hoặc dân cư nào. Tối ngày 13 tháng 4, Iran đã phóng hàng loạt máy bay không người lái có chất nổ và bắn tên lửa vào Israel nhằm trả đũa vụ tấn công phá hủy tòa nhà lãnh sự trong Đại sứ quán Iran ở Syria hôm 1 tháng 4, làm 7 thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng. Tới nay, Israel chưa xác nhận hay phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công phá hủy tòa nhà lãnh sự trong Đại sứ quán Iran ở Syria hôm 1 tháng 4. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại phiên họp này, Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến trực tiếp đối với 18 nội dung và cho ý kiến bằng văn bản 3 nội dung. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết các nội dung được cho ý kiến tại kỳ họp này được chia thành 3 nhóm, trong đó nhóm vấn đề thứ nhất là tiếp tục cho ý kiến các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 tháng 5 năm 2024, gồm cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, cho ý kiến về 5 dự án luật dự kiến trình Quốc hội thảo luận lần đầu tại kỳ họp thứ 7.
Về nhóm vấn đề giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, dự kiến chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Xem xét kết quả giám sát của đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023. Cho ý kiến bước đầu về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023. Đối với nhóm vấn đề quan trọng quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với tờ trình về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023. Tờ trình số 112 của Chính phủ về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam, phía Tây, đoạn Gia Nghĩa, Đắk Nông, Trơn Thành, Bình Phước. Đối với các nội dung xem xét thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gồm xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội năm 2023, cho ý kiến về tờ trình số 1 của Chủ tịch nước về việc ký hiệp ước vay giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế IBRD cho dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Xem xét báo cáo của Chính phủ về một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 8, quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Cho ý kiến về việc tổ chức lại Trung tâm Tin học thành Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu Kiểm toán thuộc Kiểm toán Nhà nước. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 năm 2024. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành cơ quan liên quan triển khai các biện pháp kịp thời đáp ứng nhu cầu điện thời gian tới, bảo đảm không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào. Trong đó yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo quyết liệt triển khai các nghị quyết của Chính phủ, các chỉ thị công điện, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024 được phê duyệt. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát về quản lý, vận hành hệ thống điện quốc gia an toàn, khoa học, hiệu quả, các nhà máy điện vận hành an toàn, hiệu quả, hạn chế tối đa sự cố, bảo đảm cung ứng đủ điện năm 2024 và các năm tiếp theo, khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách mua bán điện trước ngày 30 tháng 4 năm nay. Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương vừa thông tin về đề xuất thí điểm giá điện hai thành phần gồm giá công suất và giá điện năng trong năm nay của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Theo đó, hiện tại việc áp dụng giá điện hai thành phần mới ở bước nghiên cứu thí điểm trên giấy đối với nhóm khách hàng sản xuất kinh doanh, chưa áp dụng với khách hàng sinh hoạt. Sau khi thí điểm, Bộ Công Thương tiếp tục nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định việc triển khai áp dụng phù hợp. Việc áp dụng thí điểm cơ chế giá bán điện hai thành phần bước đầu chỉ mang tính chất tính toán, nghiên cứu ứng dụng và không ảnh hưởng tới tiền điện của khách hàng sử dụng điện, do đó khách hàng tiếp tục trả tiền điện theo biểu giá điện hiện hành. Theo đại diện Tổng cục Thống kê, các bộ ban ngành cần sớm xây dựng và báo cáo các phương án tăng giá các mặt hàng thiết yếu để chủ động điều hành cũng như kiểm soát lạm phát. Để kiểm soát lạm phát năm 2024 đạt được mục tiêu Quốc hội đề ra, Tổng cục Thống kê cho rằng các bộ ngành địa phương cần sớm có phương án, lộ trình điều chỉnh giá đầy đủ, đồng bộ, thống nhất giữa các mặt hàng để tránh bị động trong ban hành và thực thi chính sách về giá, nhất là các mặt hàng thiết yếu như điện, xăng, dầu, dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục. Chính phủ, các bộ ngành và địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả, lạm phát trên thế giới, kịp thời cảnh báo các nguy cơ ảnh hưởng đến giá cả lạm phát của Việt Nam để có các biện pháp ứng phó phù hợp nhằm đảm bảo nguồn cung, bình ổn giá trong nước. Ngân hàng Nhà nước đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho việc đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường. Như vậy, sau 11 năm, Ngân hàng Nhà nước quay trở lại với động thái đấu thầu vàng miếng. Ngân hàng Nhà nước sẽ gửi thông báo đấu thầu trước một ngày đấu thầu. Đơn vị nào tham gia sẽ chuyển tiền cọc muộn nhất là 17 giờ của ngày thông báo. Hiện có 26 đơn vị bao gồm cả Ngân hàng Thương mại và Doanh nghiệp Kinh doanh vàng thiết lập quan hệ giao dịch vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước. Trong đó, đến thời điểm này, có khoảng 15 đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu thầu. Loại vàng mang ra đấu thầu là vàng miếng SJC, phiên đấu thầu vàng đầu tiên trong lịch sử là ngày 28 tháng 3 năm 2013.
trong năm 2013, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 76 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 1.819.900 lượng trên tổng số 1.932.000 lượng chào thầu. Khi đó, giá vàng SJC vẫn đắt hơn vàng thế giới khoảng 4,2 triệu đồng một lượng. Sáng nay ngày 15 tháng 4, tại Đài Tiếng Nói Việt Nam đã diễn ra lễ khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024. Dự lễ khai mạc có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam khẳng định vai trò của sách đối với sự phát triển của con người và xã hội qua các thời kỳ lịch sử. Ngày nay, khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc in ấn phát hành sách được đa dạng hóa với nhiều hình thức phong phú so với sách truyền thống, nhất là sách được phát hành dưới dạng bản điện tử, làm thay đổi thói quen của công chúng trong việc đọc sách. Tuy nhiên, những tri thức do sách đem lại vẫn đang tiếp tục phát huy giá trị to lớn trong cuộc sống nói chung và đối với những người làm báo của Đài Tiếng Nói Việt Nam nói riêng. Nhân dịp này, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sĩ cũng biểu dương Ban Thư ký Biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cách làm hay, đổi mới để lan tỏa văn hóa đọc trong cán bộ đài. Trong 3 ngày diễn ra hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024, tại Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ có trưng bày, giới thiệu sách gồm nhiều chuyên đề, trong đó có các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sách xuất bản nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sách văn học, khoa học thưởng thức. Điểm đáng chú ý là bạn đọc sẽ được tặng cuốn sách vừa xuất bản của nhà báo Nguyễn Lương Phán, nguyên cán bộ Đài Tiếng Nói Việt Nam với nhan đề Chuyện nghề, chuyện người, chuyện bốn phương. Là người tham gia hầu hết các hội sách VOV hàng năm, nhà thơ, nhà văn Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đánh giá cao việc Đài Tiếng Nói Việt Nam đã thường xuyên tổ chức được hoạt động có ý nghĩa này. Tôi rất hân hạnh được về dự cái ngày hội sách và tại VOV. Hôm nay thực sự là một ngày hội lớn, không phải chỉ có nhà văn của các tác giả mà là của đông đảo bạn đọc. Và cũng từ Đài Tiếng Nói Việt Nam mà lan tỏa đến với cái bạn đọc ở trên cả nước. Không chỉ trong những ngày hội sách VOV, việc xây dựng thư viện sách và lan tỏa văn hóa đọc luôn được lãnh đạo Đài Tiếng Nói Việt Nam rất quan tâm, đồng thời được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo phóng viên, biên tập viên, người lao động tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với Đài Tiếng Nói Việt Nam thì chúng tôi nghĩ rằng tổ chức cái ngày hội sách này cũng là một cơ hội để cho các phóng viên, biên tập viên tiếp cận được những cái cuốn sách mới. Nó là cái nguồn tư liệu rất là quý giá cho anh chị em khi mà họ tác nghiệp. Đây cũng là một hình thức để nâng cao cái văn hóa đọc cũng như là cái vốn văn hóa, vốn tri thức cho cán bộ phóng viên của đài. Hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 15 đến 17 tháng 4 năm 2024 tại trụ sở 58 Quán Sứ, Hà Nội. Ngày 19 tháng 4 tới là thời hạn cuối cùng để các trường trung học cơ sở thu phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. Như vậy là học sinh chỉ còn 4 ngày nữa để chuẩn bị thông tin, tập dượt, cân nhắc việc đăng ký nguyện vọng dự tuyển phù hợp để nâng cao khả năng thi đỗ vào ngôi trường mong muốn. Hiện tại là thời điểm học sinh khối 9 tại thành phố Hà Nội bước vào giai đoạn ôn tập nước rút để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 công lập, vốn được đánh giá là gắt gao với tỷ lệ chọi lớn. Đa phần các thí sinh đều đã có suy tính về phương án đăng ký nguyện vọng vào ngôi trường mình mong muốn. Dự định của con sắp tới thì con có chọn là chuyên lý của trường AMS. Thì để chuẩn bị cho dự định đấy thì con đã chuẩn bị từ đầu năm ngoái, con đã đi học thêm những môn chuyên và cải thiện điểm số của các bộ môn của mình, đặc biệt là môn văn. Con lựa chọn trường gần nhà mình, đây là trường Phạm Thái. Theo con thì thứ nhất là mình cần phải xác định mục tiêu của mình, tại sao mình cần vào trường và tại sao mình muốn là học sinh của trường. Và mình phải lên kế hoạch cụ thể cho bản thân, lên một thời khóa biểu học tập phù hợp cho bản thân để mình chia thời gian cụ thể và phù hợp để mình cố gắng tập trung học tập để thi vào trường mình mong muốn. Về cơ bản, số môn thi, hình thức thi và cấu trúc đề thi năm nay giữ ổn định như những năm trước. Đó là điểm thuận lợi cho lứa thí sinh cuối cùng thi theo chương trình giáo dục phổ thông cũ năm 2006. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội,
từ nay tới trước ngày 19 tháng 4, thí sinh cần tham khảo thông tin về các trường trung học phổ thông mình dự định đăng ký nguyện vọng dự tuyển, điểm chuẩn và số lượng học sinh dự tuyển năm học trước để có thêm căn cứ quyết định. Khu vực tuyển sinh cũng theo khu vực tuyển sinh, theo cái quy định. Và đăng ký dự tuyển thì cũng như những năm trước, đó là mỗi thí sinh sẽ đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào 3 trường công lập theo thứ tự nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Trong đó thì nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 là thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định và nguyện vọng 3 thì thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ. Và học sinh thì không được thay đổi khi sau khi đã đăng ký. Việc mỗi thí sinh được chọn 3 nguyện vọng là điểm không mới, nhưng bản thân thí sinh và gia đình phải cân nhắc thật kỹ, chọn được nguyện vọng sát với năng lực mới chắc thắng. Thực tế các năm trước từng có học sinh học lực khá nhưng trượt cả 3 nguyện vọng. Do đó, thí sinh cũng cần lưu ý sắp xếp nguyện vọng hợp lý, không nên đăng ký nguyện vọng 1, 2 ở các trường có điểm chuẩn chênh nhau không nhiều, do nếu không đỗ nguyện vọng 1, để xét nguyện vọng 2 thì cần cộng thêm ít nhất 1 điểm. Chọn nguyện vọng sát với năng lực, sắp xếp thứ tự theo chiến lược hợp lý, đồng thời tập trung ôn luyện chăm chỉ là các yếu tố then chốt cho thí sinh trong kỳ thi cam go sắp tới. Thí sinh mà trúng tuyển nguyện vọng 1 thì sẽ không được xét tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Và học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 thì được xét nguyện vọng 2, nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 ít nhất là 1 điểm. Tương tự như vậy thì học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 không trúng tuyển nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 thì được xét tuyển nguyện vọng 3, nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 ít nhất là 2 điểm. Thực ra thì khối 10 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông của Hà Nội đang rất là nóng, nhưng các con chỉ cần học tập ôn tập tốt thật kỹ thì cái đặt nguyện vọng của trường các con không có gì là phải quá lo lắng, bởi vì ở trường cấp 2 thì chắc chắn là cũng có những cái bài kiểm tra, những cái bài thi thử các con phải nắm vững kiến thức và văn ôn võ luyện, nó tất cả thì các con bình tĩnh tự tin có cái bản lĩnh thi cử tốt là con sẽ thành công. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học này có 133.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, nhưng hệ thống các trường trung học phổ thông công lập chỉ tuyển khoảng hơn 61%, tương đương với 81.200 em. Hơn 50.000 em còn lại sẽ phải theo phương án học trường tư, trường công lập tự chủ tài chính hoặc các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp hoặc học nghề. Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, phía Trung Quốc sẽ tạo cơ chế cho Việt Nam xuất khẩu tôm hùm bông. Hiện Cục đang thúc đẩy các địa phương khẩn trương phối hợp với các địa phương tổ chức rà soát kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện cơ sở nuôi tôm hùm, cơ sở ương dưỡng giống tôm hùm. Hiện thị trường Trung Quốc chiếm 98-99% sản lượng tôm hùm xuất khẩu của Việt Nam. Về lâu dài, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang nghiên cứu để làm chủ công nghệ sản xuất giống tôm hùm bông. Đến nay, chỉ còn một giai đoạn lột xác nữa là Việt Nam sẽ sản xuất ra được con giống. Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổng nhu cầu vốn đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không ước khoảng 420.472 tỷ đồng. Theo kế hoạch, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất, nhà nước ưu tiên tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển, nâng cấp bảo trì hệ thống cảng hàng không toàn quốc nhằm bảo đảm hoạt động vận tải hàng không công cộng. Bộ Giao thông Vận tải đề xuất cân đối bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không theo lộ trình quy hoạch đã được phê duyệt, tạo sức lan tỏa và thu hút đầu tư phát triển hạ tầng giao thông hàng không và các hạ tầng liên quan tại khu vực. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ, trong đó có nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ. Theo quy chuẩn mới, trạm dừng nghỉ đường bộ chia làm 4 loại và các hạng mục công trình bắt buộc phải có như diện tích tối thiểu dành cho khu đỗ xe chiếm 50% diện tích tối thiểu của trạm. Các trạm dừng nghỉ này phải có khu kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa phương tiện, trạm cấp nhiên liệu, khu vệ sinh, phòng nghỉ tạm thời cho lái xe, nơi cung cấp thông tin phòng trực cứu hộ, sơ cứu tai nạn giao thông. Thông tư của Bộ Giao thông Vận tải bổ sung một số điểm mới như bổ sung khu vực lắp đặt trụ sạc điện, thiết bị sạc điện, trạm biến áp, trạm phát điện dự phòng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 5 tháng 10 năm 2024. Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị các đơn vị khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội chấm dứt tình trạng yêu cầu bệnh nhân mang thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh, dù đã xuất trình căn cước công dân gắn chip hoặc xuất trình hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID hoặc trên ứng dụng VNEID.
Theo đó, qua phản ánh của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, người bệnh khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại một số bệnh viện không được giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm y tế, bị yêu cầu phải về mang thẻ bảo hiểm y tế giấy để làm thủ tục khám chữa bệnh. Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị thủ trưởng các đơn vị chấn chỉnh các khoa phòng liên quan, nhân viên y tế để xảy ra tình trạng nêu trên, thực hiện giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm y tế trong trường hợp người bệnh khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế xuất trình căn cước công dân gắn chip hoặc xuất trình thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID hoặc trên ứng dụng VNEID theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Theo đại diện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, trong năm nay sẽ bắt đầu triển khai vaccine rota phòng bệnh tiêu chảy trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Trước mắt, vaccine ngừa rotavirus sẽ được triển khai trước tại 33 tỉnh thành. Đến cuối năm nay sẽ mở rộng phạm vi triển khai để đến năm 2025 có đủ vaccine triển khai cho toàn bộ trẻ dưới 1 tuổi trên cả nước. Nguồn vaccine rota sẽ có 20% do Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng hỗ trợ, còn lại 80% sẽ mua sắm vaccine sản xuất trong nước. Như vậy, vaccine rota sẽ là vaccine thứ 11 được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng ở nước ta. Thưa quý vị, theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong tuần này, tính từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 3 ổ dịch tay chân miệng. Cụ thể, đã ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 37 trường hợp so với tuần trước đó. Bệnh nhân phân bố rải rác ở 28 quận huyện, trong đó có thêm 3 ổ dịch tay chân miệng tại huyện Ba Vì, 2 ổ dịch và quận Thanh Xuân. Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận 585 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng hơn 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Từ cuối tháng 3 cho đến nay, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và riêng khu vực phía Nam nói chung đã chuyển sang nắng nóng gay gắt. Đặc biệt trong những ngày gần đây, nhiệt độ cao cộng với nắng khô nóng đã khiến nhiều người dân đổ bệnh, nhất là ở lứa tuổi trẻ nhỏ. Ghi nhận tại các bệnh viện, tỷ lệ người mắc bệnh phải nhập viện do nắng nóng tăng cao, chủ yếu là các bệnh về hô hấp, tiêu chảy, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ nhỏ, nhất là khi nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 40 độ. Mấy ngày nó tăng ghê, nắng quá hớp luôn á. Nói chung là nó nắng mà tới mức độ mà hôm qua tôi chở 2 cuốc, 4 cuốc tổng cộng đó là còn đi di động không. Mấy đứa trẻ là bị sốt nhiều hơn là người lớn. Theo các bác sĩ, thời tiết nóng là điều kiện cho các loại vi khuẩn, virus, các côn trùng truyền bệnh như ruồi, muỗi sinh sôi và phát triển, do đó tăng nguy cơ mắc các bệnh từ đường hô hấp, tiêu hóa, sốc nhiệt. Do cái nền nhiệt tăng cao và cái nhiệt độ môi trường nóng thì nó làm gia tăng những cái phát triển mầm bệnh ở trong tự nhiên, thì có vi trùng, siêu vi trùng, rồi nấm mốc. Cái điều đó làm ảnh hưởng thứ nhất là tới vấn đề là thực phẩm bảo quản rất dễ nhanh bị ôi thiêu, và khi mà em bé nó sử dụng những cái thực phẩm đó thì nó sẽ gây ra cái tình trạng rối loạn tiêu hóa, gây ra những cái bệnh lý về đường tiêu hóa. Cái ảnh hưởng môi trường như vậy có thể thâm nhập qua cái đường thở thì gây ra những cái bệnh lý ở đường hô hấp, ví dụ như viêm họng, viêm amidan, viêm mũi xuất tiết, vân vân. Thì cái hậu quả của nó là ngoài cái chuyện là ảnh hưởng tới sức khỏe em bé, thì một số tình huống mà không vào viện kịp thời thì có thể xảy ra, nó sẽ chuyển biến nặng hơn. Các bác sĩ cảnh báo, ở thời điểm này, người dân cần lưu ý, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao. Người dân cần tạo môi trường nhà cửa xung quanh sạch sẽ, thoáng mát, hạn chế ra đường và các hoạt động ngoài trời nắng nóng. Bảo quản thực phẩm sau chế biến là rất quan trọng, chủ động phòng bệnh, đặc biệt ở các đối tượng nhạy cảm với thời tiết như người già và trẻ em. Chương trình tiếp tục với những thông tin đang được dư luận quan tâm. Thưa quý vị, sáng nay ngày 15 tháng 4, 20 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Kon Tum xảy ra chiều tối ngày 13 tháng 4 đã được đưa về thành phố Hồ Chí Minh an toàn. Trong số này có 3 nạn nhân bị thương nặng đã được phẫu thuật tại bệnh viện Đa khoa Kon Tum, chuyển về thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục được nhập viện cứu chữa. Trước đó, chiều ngày 13 tháng 4, xe khách chở đoàn tham quan của Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh gồm 21 người khi di chuyển trên quốc lộ 24 đến đoạn qua thôn Đắc Pui, xã Đắc Tờ Re, huyện Con Rẫy, tỉnh Kon Tum thì gặp tai nạn. Vụ tai nạn khiến ông Nguyễn Thành Triệu, 51 tuổi, người của đoàn tham quan tử vong tại chỗ và 24 người khác bị thương.
Thông tin ban đầu cho thấy người điều khiển xe khách biển kiểm soát 50H36598 chở đoàn tham quan là Nguyễn Tấn Khoa, 26 tuổi, trú tại khu vực 5, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, đã cố vượt xe tải chạy cùng chiều và tông vào xe tải biển kiểm soát 81H02799 do Nguyễn Đức Hùng, 45 tuổi, trú xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pa, tỉnh Gia Lai đang lưu thông theo hướng ngược lại. Khoảng 11 giờ ngày hôm nay 15 tháng 4, một căn nhà cao 7 tầng đang sửa chữa ở ngõ Tức Mạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã xảy ra tai nạn sập mái kính khiến hai người tử vong, một người bị thương. Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã xác nhận vụ việc trên xảy ra tại căn nhà ở ngõ Tức Mạc, phường Cửa Nam. Vụ việc khiến hai người chết, một người bị thương. Thời điểm sự việc xảy ra, tòa nhà cao 7 tầng đang trong quá trình sửa chữa. Trong quá trình này, một nhóm công nhân trèo lên mái nhà thì kính bị vỡ, gây ra vụ tai nạn. Sau khi sự việc xảy ra, công an phường Cửa Nam đã phối hợp với chính quyền tới bảo vệ hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu. Vụ việc sau đó được bàn giao cho công an quận Hoàn Kiếm thụ lý làm rõ. Liên quan tới các sai phạm về đấu thầu thiết bị y tế có liên quan tới công ty Việt Á, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can Nguyễn Ngọc Trơn, nguyên giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Tiền Giang, cùng 3 đồng phạm là Võ Thanh Bình, nguyên trưởng khoa xét nghiệm CDC, Triệu Vương Tuyền, cán bộ dược sĩ và Đặng Minh Uy, nhân viên khoa xét nghiệm về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2021, CDC Tiền Giang được giao bổ sung kinh phí số tiền hơn 31 tỷ đồng để thực hiện công tác phòng chống dịch, mua sắm thiết bị, hóa chất để triển khai xét nghiệm. Với vai trò giám đốc CDC Tiền Giang, ông Nguyễn Ngọc Trơn đã chỉ đạo các cán bộ CDC Tiền Giang lập thủ tục xin tạm ứng trước test xét nghiệm COVID-19, sau đó lập thủ tục hợp thức toàn bộ hồ sơ thầu nhằm mục đích cho công ty Việt Á trúng thầu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 7 tỷ đồng. Theo đó, tổng số tiền CDC thanh toán mua test xét nghiệm của công ty Việt Á sản xuất là hơn 11 tỷ đồng. Sau khi CDC Tiền Giang thanh toán tiền gói thầu, bản thân ông Trơn, Bình, Tuyền và Uy không thỏa thuận trước, nhưng được công ty Việt Á chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng với tổng số tiền là trên 2 tỷ đồng. Trong phần tiếp theo của chương trình, căng thẳng Iran-Israel, Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên kiềm chế. Lãnh đạo các nước G7 ra tuyên bố lên án cuộc tấn công của Iran vào Israel. Chương trình tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, trong phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tránh mọi hành động có thể dẫn tới đối đầu quân sự quy mô lớn trên nhiều mặt trận khác nhau ở Trung Đông. Phát biểu tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh Trung Đông đang ở bên bờ vực nguy hiểm, người dân trong khu vực đang phải đối mặt với nguy cơ xung đột toàn diện và hiện là thời điểm để các bên xuống thang, giảm căng thẳng và kiềm chế tối đa. Đã tới lúc phải lùi lại khỏi bờ vực. Các bên phải tránh mọi hành động có thể dẫn đến đối đầu quân sự lớn trên nhiều mặt trận ở Trung Đông. Người dân đã phải hứng chịu quá nhiều đau khổ. Chúng ta phải có trách nhiệm chung, nỗ lực vì hòa bình tại đây. Tôi nhấn mạnh, cả khu vực và thế giới đều không thể chịu đựng được thêm chiến tranh nữa. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng nhắc lại tuyên bố trước đó, bày tỏ lo ngại về vụ tấn công quy mô lớn từ Iran nhằm vào Israel, kêu gọi các bên lập tức chấm dứt hành động thù địch. Ông Guterres cũng yêu cầu các bên tôn trọng tuyệt đối sự an toàn của các cơ sở và nhân viên ngoại giao, lãnh sự trong mọi tình huống. Cộng đồng quốc tế vẫn đang tiến hành các nỗ lực tối đa trước lo ngại Israel sẽ đáp trả quyết liệt sau cuộc tấn công của Iran. Trong một diễn biến liên quan, tại cuộc họp mới kết thúc của nội các Israel, nước này vẫn chưa đưa ra quyết định nào về cách thức đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Lãnh đạo các nước G7 hôm qua đã ra tuyên bố lên án cuộc tấn công Israel do Iran thực hiện, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với Israel cũng như tái khẳng định cam kết đối với an ninh của nước này. Cuộc họp trực tuyến của lãnh đạo các nước G7 được triệu tập theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tuyên bố sau cuộc họp lên án cuộc tấn công của Iran và cho rằng các hành động của nước này có thể khiến khu vực trở nên bất ổn hơn và mang đến rủi ro khiến khu vực trở nên khó kiểm soát. Lãnh đạo các nước G7 cam kết sẽ tiếp tục phối hợp nhằm ổn định khu vực và tránh tiếp tục leo thang.
Trên tinh thần đó, các nước G7 đề nghị Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Iran ngừng các cuộc tấn công, đồng thời nhấn mạnh các nước G7 sẵn sàng có các biện pháp để đáp trả các hành động tiếp tục gây bất ổn. Các nước G7 khẳng định sẽ tăng cường hợp tác nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Gaza, bao gồm tiếp tục phối hợp nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tức thì và bền vững, các con tin bị Hamas bắt giữ được phóng thích và đưa thêm viện trợ nhân đạo tới cho người dân Palestine ở Gaza. Trong khi cộng đồng quốc tế lên án cuộc tấn công, thì Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian đã cho biết Iran thông báo với Mỹ rằng các cuộc tấn công nhằm vào Israel là có giới hạn và chỉ nhằm mục đích tự vệ. Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp các đại sứ nước ngoài tại Tehran, Iran vào ngày hôm qua, 14 tháng 4, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian cho biết Iran đã thông báo cho các nước láng giềng về cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Israel trước 72 giờ. Tuyên bố của Iran được đưa ra trong bối cảnh mối lo ngại về một cuộc chiến tranh nổ ra ở Trung Đông. Cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái chủ yếu xuất phát từ bên trong lãnh thổ Iran. Phần lớn tên lửa và máy bay không người lái này đã bị Israel và đồng minh bắn hạ. Khoảng 72 giờ trước chiến dịch, Iran đã thông báo cho các nước láng giềng và các quốc gia trong khu vực rằng phản ứng của Iran là dưới hình thức phòng thủ hợp pháp là rõ ràng và không thể phủ nhận. Iran đã thông báo với anh em và bạn bè trong khu vực có các căn cứ của Mỹ rằng mục tiêu của Iran chỉ là trừng phạt Israel. Iran không có ý định nhắm vào người dân và căn cứ Mỹ trong khu vực. Iran chưa bao giờ hoan nghênh sự gia tăng căng thẳng trong khu vực. Lực lượng vũ trang của Iran không nhắm vào bất kỳ địa điểm kinh tế hoặc dân cư nào. Tối ngày 13 tháng 4, Iran đã phóng hàng loạt máy bay không người lái có chất nổ và bắn tên lửa vào Israel nhằm trả đũa vụ tấn công phá hủy tòa nhà lãnh sự trong Đại sứ quán Iran ở Syria hôm 1 tháng 4, làm 7 thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng. Tới nay, Israel chưa xác nhận hay phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công phá hủy tòa nhà lãnh sự trong Đại sứ quán Iran ở Syria hôm 1 tháng 4. Chuyển sang một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, gần như cả nước ta đang có những ngày rất nóng, trong đó miền Bắc nóng và ẩm rồi sẽ nóng gay gắt trong những ngày tới. Từ ngày 15 đến ngày 24 tháng 4 là cao điểm nắng nóng tại khu vực Tây Bắc Bộ. Nhiệt độ có nơi sẽ lên ngưỡng nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ C và cá biệt trên 42 độ C. Sau đây sẽ là những thông tin thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước. Thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 23 tới 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 tới 39 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 tới 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 tới 38 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 20 tới 38 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 tới 38 độ. Thành phố Hồ Chí Minh ít mây trời nắng, nhiệt độ từ 25 tới 35 độ. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 24 tới 32 độ.